Thưa quý khán giả, sản lượng gạo của Thái Lan dự kiến sẽ giảm hơn 3%, xuống còn 25,8 triệu tấn trong mùa thu hoạch 2023-2024. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Đây là dự báo mới nhất về tình hình sản xuất lúa gạo tại quốc gia đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo. Theo thống kê, hiện tượng El Nino có thể khiến diện tích trồng lúa tại nước này giảm khoảng 1%, xuống còn 62,4 triệu rai, tương đương khoảng 10 triệu hecta. Chính phủ Thái Lan cũng dự báo nước này cùng nhiều quốc gia khác sẽ phải hứng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng hạn hán kéo dài do El Nino trong 3 năm liên tiếp sắp tới. Nếu không sớm có những kế hoạch để giải quyết tình trạng này, nền kinh tế Thái Lan có thể chịu thiệt hại ước tính tối thiểu từ 17 cho tới 56 tỷ đô la Mỹ trong 3 năm. Còn tại Việt Nam, thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu gạo năm nay có thể đạt trên 7,5 triệu tấn. Dự tính sản lượng lúa dự kiến cả năm đạt trên 43 triệu tấn gạo cho mục tiêu xuất khẩu. Tính chung 8 tháng qua, gạo là mặt hàng ghi nhận tăng trưởng đứng thứ hai về sản lượng. Xuất khẩu gạo đạt hơn 5,8 triệu tấn, thu về hơn 3,1 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 21% về lượng và tăng hơn 35% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Lĩnh vực xuất khẩu thủy sản cũng đang có những gam màu sáng. Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản sang thị trường Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, EU đang có dấu hiệu tăng trưởng sau thời gian giảm. Tính hết tháng 8 vừa qua, xuất khẩu thủy sản sang Mỹ đã chạm mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Dự báo cả năm 2023, thị trường này sẽ đóng góp 1,7 tỷ đô la doanh số xuất khẩu cho thủy sản Việt Nam, ít hơn 23% so với năm 2022. Xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc và Nhật Bản cũng đã có xu hướng tăng. Xuất khẩu thủy sản sang Hàn Quốc trong tháng 8 cũng đạt mức cao nhất từ đầu năm, nhưng so với cùng kỳ chỉ thấp hơn 24%. Đáng chú ý, hiện nhiều thị trường nhỏ cũng ghi nhận mức tăng trưởng trong tháng 8, bao gồm Australia, Philippines, Brazil và Ả Rập Xê Út. Giá đường trong nước thời gian qua tăng mạnh với mức tăng 2,96% đường trắng. Đây là mức tăng cao nhất 12 năm qua. Theo Hiệp hội Mía đường, ngành mía đường nước ta đã trải qua giai đoạn khó khăn. Từ tháng 2 năm 2011 đến tháng 8 năm 2019, giá đường đã giảm hơn 60%. Tuy nhiên, bước sang niên vụ 2022-2023 đã ghi nhận một số diễn biến tích cực. Theo đó, mức giá đường thế giới đã tăng 160%, làm giảm số lượng đường giá rẻ nhập khẩu vào Việt Nam, từ đó cải thiện giá đường trong nước. Ngoài ra, sự tăng trưởng sản xuất trong hai vụ liên tiếp cho thấy hiệu quả mang lại từ các biện pháp phòng vệ thương mại mà nước ta đã áp dụng từ năm 2021. Thay đổi quy trình sản xuất, áp dụng các giải pháp sinh học, nhờ các giải pháp hiệu quả đã giúp kéo giảm các loại sinh vật gây hại trên cây dừa, trong khi chất lượng trái dừa vẫn đạt yêu cầu. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, diện tích trồng dừa cả nước khoảng 188 hectare, tập trung chủ yếu tại đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng 4 địa phương là Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang và Vĩnh Long, tổng diện tích đã vượt 130.000 hectare. Thời gian qua, các đối tượng gây hại chủ yếu là bọ canh cứng, bọ dòi voi và sâu đầu đen. Trong số này, diện tích nhiễm bọ canh cứng có hơn 12.500 hectare, giảm gần 4.000 hectare so với năm ngoái. Riêng sâu đầu đen hại dừa chỉ còn 950 hectare.